bây giờ thì cháu Lực sẽ là đọc qua cái tiền quỹ làm nhà của các em xem là hiện tại cháu Lực đang cầm là bao nhiêu các bác nhá. Và tổng cái số tiền mà cháu Lực hiện tại đang cầm quỹ làm nhà của ba ông cháu là 146.293.000 cô bác nhá. Của chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông thì có gửi cho cháu Lực tổng tất cả là 62.100.000. Mình phải đào cho nó phẳng phẳng một tí, em hiểu không? Rồi thì mình mới để được. Chứ bây giờ nó dốc như này thì mình để không có được đâu. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Và cái thứ nhất mà cháu Lực lên thì sẽ để xem là cái chỗ vật liệu thì cháu Lực nên để chỗ nào. Và cái việc thứ hai nữa thì cháu Lực lên thì cũng muốn là thông qua cái quỹ làm nhà của em Sử mà trước khi tiến hành vào làm nhà của bác. Hiện tại thì hôm nay cũng đã nắng được 2 hôm rồi. Ở phần cái phía đường mà đi vào nhà của em Sử thì cũng đã khô, gọi là tương đối là được tầm 60 đến độ 70% rồi cô bác. Cháu Lực cũng mong sao là thời gian tới thì sẽ nắng thêm tiếp tục nữa để cho đường mọi cái nó khô hết rồi thì sửa lại đường rồi thì mới chở được cái vật liệu đi vào cô bác. Và cháu Lực cũng xin được phép nói lại thêm một lần nữa, còn về cái phần vật liệu của nhà ba ông cháu thì ô tô sẽ chở ra đến cái đỗ điểm trường của tôi cô bác, và từ cái phía điểm trường kia thì có là dùng xe máy để mà chở vào. Và cháu Lực cũng xin ý kiến của các mạnh thường quân rồi, nếu mà hàng xóm của nhà em Sử mà phụ giúp là độ tầm 1 đến 2 ngày thì cái phần thức ăn và phần xăng xe đi lại thì cháu Lực sẽ mua lên. Còn sau 2 cái hôm đấy hay là 1 ngày hôm đấy nếu mà không có hết thì số còn lại thì cháu Lực sẽ dùng để thuê người ta chở vào đây cho ba ông cháu của bác. Chỗ này thì hôm nọ nó cũng đã bị sạt xuống một chút đấy cô bác. Tại vì là hôm trước là các em đào là có nghĩa là đào cái phần chân dốc này cô bác này, nó đi vào sâu quá, thành ra là cái phần kia mà nó chưa có được đào phẳng cho lắm thì nó đã bị sạt một chút. Cái phần này thì ngày mai thì cháu Lực sẽ cùng em Sử với lại thêm một số anh em của Sử nữa là sửa thêm một chút nữa cô bác. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà của ba ông cháu xem là ba ông cháu đang làm cái gì trong ngày hôm nay cô bác. Cái chỗ phần rìa bên này thì hôm nọ cũng đã được là ông với em Sử là trồng hết cái cây cỏ vào cô bác ạ, cây cỏ voi ấy. Cái nước từ trên kia chảy xuống thì thành như một cái mương luôn các bác. Nước này thì độ tầm nửa tháng nữa thì nó sẽ dừng hết hoàn toàn luôn. Đấy, hôm nay thì có vẻ là thời tiết nắng rất là đẹp các bác ạ. Ruộng nhà các em thì chắc là độ đâu đó tầm 1 đến 2 tuần nữa thì cũng đã đến thu hoạch rồi các bác. Ở dưới kia thì cũng đã có một số cô bác là cũng đã thu hoạch rồi, còn là tít ở phần là phía bên dưới thì vẫn còn chưa có được thu hoạch, vẫn còn là xanh lắm. Đấy, cháu Lực cũng mong sao là năm nay nhà các em có thêm cái phần phân bón của bác Kim Hoàng vào thì sẽ cái lượng mà thóc cái lại năng suất của các em thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều cô bác. Phải nói là từ lúc mà cháu Lực lên chia sẻ tới thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng đã được là gần 4 tháng rồi cô bác. Phải nói là hai anh em cũng đã không ở với nhau mà hai anh em cũng đã ngày nào hai anh em cũng đã gặp nhau. Thành ra là bây giờ hai anh em cũng đã hiểu cái tính nết của nhau rất là nhiều cô bác. Nói là thật sự là ba ông cháu sống ở chỗ này cô bác hầu như là biệt lập với những cái nhà ở xung quanh luôn. Ra phía bên kia thì hầu như là không có nhà nào nữa rồi, còn là phía bên này thì có nhà chú này, còn là ra bên kia thì có lên trên phần bên kia này cô bác này thì có một số nhà hàng xóm nữa thôi.
chỗ ở hiện tại của ba ông cháu thì hầu như là vào là không có mạng hết cô bác. Vào đến thời điểm ở đây thì là hầu như nếu mà ai gọi cho cháu được đều là không gọi được nữa, không truy cập được vào mạng nữa. Đấy, còn cháu Lực sẽ nói qua về cái phần lúa của nhà ba ông cháu cô bác. Ở đây là cái cây lúa này chứ không phải là nó năm nay là có cái phần phân bón nào, cho nên là nó rất là tốt đâu cô bác. Tại vì là vừa rồi có một cái cơn bão ấy cô bác, nó đi qua, thành ra là cái cây lúa nếp này này nó cao quá, thành ra là nó bị đổ cô bác ạ. Đấy, vừa rồi hôm nọ thì cháu Lực cũng đã bảo các em là nó đã bị đổ như này rồi. Thì nước này không cho nó chảy vào bên này nữa, đào thải hết nước nó ra đi để cho nó khô nước một chút đi, để nó không ảnh hưởng tới cái bông lúa này cô bác này. Sờ vào bên trong của hạt thóc thì rất là đầy đặn luôn cô bác nhá. Ở bên trong thì nó không có gọi là nó tốt ở cây cả. Sờ vào bên trong này này cô bác này, thì những cái hạt thóc ở trong thì rất là đầy đặn cô bác. Đây này, cháu Lực bóp vào thì trông nó rất là cứng này, nó không có bị bị xẹp đâu. Đấy, bây giờ thì cũng đã thả nước ra rồi cô bác. Thì nó sẽ sau này thì mình sẽ vớt vát lại được một chút nào thì một chút đấy cô bác. Ở đây là không có ai mong muốn là nó bị như thế này đâu cô bác. Đấy, vừa mới bước vào thôi cháu Lực đã nhìn thấy ông là ra ngoài cửa là ra đón cháu Lực, hay là chắc là nghĩ là có ai vào đây để xem thôi. Có vẻ như vào bên trong là cháu Lực nghe thấy là em Sử đang băm cái gì đấy cô bác. Sử thì đang băm cái gì đấy? Băm rau lợn à? Rồi anh chào Sử nhá. Chào anh ạ. Anh đeo cái mic để vào cho Sử để hai anh em mình nói chuyện cho nó to tí nhá. Chứ không là Sử với anh nói chuyện nhỏ quá. Hôm nay thì anh cũng vẫn bị đau họng. Nói rau lợn sớm đấy. Cháu Sử xin kính chào cô anh bà, cô chú anh chị. Ủa chân là bị làm sao đây? Hôm qua anh đi lấy cỏ bị ngã. Bị ngã à? Vâng. Ôi, chị bị ngã gọi là chay ở cái bên ngoài đó cô bác. Rất là may là không có chuyện gì nó xảy ra. Nó quá là nguy hiểm quá. Đang ăn nấu cám lợn à? Vâng. Với ông nữa à? Vâng. Dê vẫn đi bộ với ta á? Phải tiết tâm á? Bố thay có cẳng á? Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã hỏi ông là hôm nay có đi làm gì không? Thì ông bảo là không có đi làm gì cả. Lông ai thì vẫn ngay dê phải ổ viên cơ bộ bé à? Ủa ma nữa? Cháu Lực hỏi ông là hôm qua ông mới còn đi ra hộ người ta là lấy công của bác. Ông thì rất là may còn có sức khỏe rất là tốt của bác. Thế bây giờ thì ba ông cháu đang chuẩn bị nấu cám lợn này. Nhà Sử thì có bao nhiêu con lợn nhỉ? Có hai con hay sao đúng không? Hai con ạ. Thế thì lợn nhà Sử thì hoàn toàn là được ăn những cái lá dong này cô bác này. Đấy. Sở thì ở nhà rất là chịu khó cô bác ạ. Hải thì đi đâu rồi? Hải đi học ạ. Ông Hải đi học rồi nhỉ? Vâng. Đấy, thời điểm hiện tại thì Hải đi học rất là nhiều cô bác ạ. Học cả sáng đến chiều luôn. Ở nhà thì như mắm muối mì chính này thì còn không? Có cái nào sắp hết chưa? Còn ạ. Còn à? Vâng. Có cái nào sắp hết thì phải bảo anh nhá. Vâng. Để anh lại mua lên theo thêm. Vâng. Đấy. Còn về cái phần tiền thì các bác cũng gửi cho em, thì nếu mà anh mà không lên được thì em cũng tự mua nhá. Vâng. Đấy. Cái dòng đỏ này hình như là cháu Lực thấy là rất là ngứa đấy cô bác ạ. Ở nhà cháu Lực thì cũng có nuôi lợn, thành ra là cũng có trồng thêm cái cây này. Tay có ngứa không ạ Sử? Không ạ. Không á? Vâng. Ôi, sao ở nhà anh cái cây này sao nó ngứa đấy nhỉ? Dao đi dùng tốt không? Có. Chặt băm thoải mái nhỉ? Vâng. Sử thì chịu khó như đàn bà đấy nhỉ? Sau này mà ai mà lấy được Sử chắc là phước lắm đấy nhỉ? Đấy, toàn cái gì cũng biết làm hết rồi.
Thế anh nói ở sau này đấy nhá, thời điểm tầm độ tầm độ lâu 5 năm nữa. Nghe đến từ lấy vợ cái là sự ngại ngùng đấy nhỉ? Hay là thích rồi? Chắc là có thích trong lòng rồi cô bác ạ. Chỗ này là đủ ăn một ngày à? Vâng. Nói là trong thời gian qua thì được cháu Lực lên chia sẻ em xử của bác cũng được rất là nhiều các ông các bà cô chú các anh chị là đóng góp những ý kiến cho em xử rất là nhiều. Cháu Lực cũng thấy là em xử thay đổi rất là nhiều các bác. Nhìn vào cái khuôn mặt của em xử thì rất là hiền lành của bác. Ở đây thì không phải là cháu Lực nói lại cái số phận và hoàn cảnh của em xử đâu các bác. Và cháu Lực muốn nhắc lại thêm một chút là cái kỷ niệm của hai anh em từ đầu tới bây giờ, lúc mà mới lên gặp em xử của bác. Cháu Lực cũng bất ngờ luôn. Lên thì lúc đấy thì em Hải thì nói nhiều hơn, em Sử thì có vẻ là rất là ngại ngùng của bác, tại vì là em ấy chỉ có ở xung quanh cái xóm này thôi, ở xung quanh xóm này thôi chứ em ấy không có được đi ra ngoài nhiều, thành ra là gặp người lạ thì em rất là nhút nhát và rụt rè của bác. Lúc mới lên thì gặp em là trông có vẻ như đen hơn rất là nhiều của bác, và tóc của em thì gọi là để ra hai bên luôn. Đó là những cái lời dạy và những cái lời đóng góp ý kiến của các bác gửi tới cho em Hải với em Sử thì nó phải nói là rất là đáng quý giá của bác. Các cô bác anh chị vừa gửi tấm lòng vàng tới cho ba ông cháu này và vừa gửi những cái lời động viên tới ba ông cháu nữa. Và bây giờ thì cái thành quả của ba ông cháu sau những cái thời điểm mà ba ông cháu phải nói là rất là bất hạnh luôn cô bác, thì bây giờ cũng đã chuẩn bị là làm nhà rồi cô bác. Và hôm nay thì cháu Lực cũng lên, đầu video thì cháu Lực cũng đã nói rồi cô bác, là thứ nhất là lên là xem cái chỗ để vật liệu một chút đã, và thứ hai thì lên công bố lại cái tiền quỹ làm nhà của các em, là hiện tại là cháu Lực đang cầm bao nhiêu cho cô bác. Hôm qua hôm kia thì cháu Lực có nhận được một cái khoản của chị Trần Đố Giáng My nữa gửi cho cháu Lực tới cho ba ông cháu của bác. Nói là trong thời gian qua hầu như là những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ là đều có chị Trần Đố Giáng My đồng hành cùng cháu Lực, đồng hành cùng kênh bạn em của bác. Cháu Lực cũng rất là may mắn khi trong thời gian qua có duyên với một số cô bác ở trong nước và ngoài nước tin tưởng cháu Lực và gửi những tấm lòng vàng tới cho cháu Lực để cháu Lực được được thực hiện giúp cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang chia sẻ cô bác ạ. Cái trong nhà của ba ông cháu thì thật sự ra một cái bếp lửa như này này cô bác này, đun nhiều thì nó phải nói là đen hết cả ngôi nhà này rồi. Từ lúc mà cháu Lực biết thì ngôi nhà của ba ông cháu là được đun cái bếp củi này lúc mà mới làm xong tới thời điểm hiện tại cô bác. Sử thì sáng nay thì có đi đâu làm gì không? Có đi hộ ai nữa không? Không ạ. Không à? Nắng nắng được ở mấy hôm như này em có cảm thấy vui không? Có ạ. Phải nói là nếu mà mưa mưa mà cứ mưa triển miên với cô bác
Thì cháu Lực cũng phải nói là rất là khó xử của bác khi mà cháu Lực nhận được tiền của các bác mạnh thường quân của cháu Lực giúp đỡ cho bao cháu để làm nhà rồi, nhưng mà cháu Lực còn là chậm chế, không có thực hiện được sớm ấy cô bác. Cháu Lực cũng rất là ngại ngùng cái điều này. Số lợn này là ông đi lấy hay là em đi lấy? Em lấy ạ. Em đi lấy à? Vâng. Này cô bác, em xử băm cám lợn đấy, băm nhỏ như một cái máy để thái cám lợn luôn. Ô nhà anh thì có máy thái cám lợn thì nhà em có dùng được không? Có máy thái cám lợn này. Vâng. Em đã từng nhìn thấy cái máy đây bao chưa? Rồi ạ. Rồi à? Em có muốn một cái máy để thái cám lợn như này không? Có à? Vâng. Đun một nồi cám lợn này thì mất tầm bao nhiêu tiếng đồng hồ? Hơn 1 tiếng rồi ạ. Hơn 1 tiếng à? Vâng. Ồ, phải nói đun rất là nhừ đấy nhỉ. Vâng. Thế nhưng mà mình đun cám lợn thôi thì mình có trộn cái gì để cho nó ăn nữa không? Có Có à? Mình trộn thêm cái gì vào để cho lợn đấy sử? một tí. À cái bột ngô đúng không? Vâng. À ngô đúng không? Vâng. À cái bột ngô này thì nghiền ra xong là cho lợn ăn đấy cô bác. Lợn rất là béo nhanh luôn đấy. Những cái công việc như này thì Sử chắc là phải làm từ rất là nhỏ rồi Sử nhỉ. Vâng. Sử thì cho anh hỏi một chút nhé. Là lúc mà bà em còn ấy thì bà có hướng dẫn em làm những công việc này không? Có à? Là lúc mà bà làm việc thì như kiểu là anh đang ngồi nhìn em làm ấy đúng không? Vâng. Nó cắm lợn như này thì bây giờ đun cho nước sôi thì mới thả vào à hay là như nào? Nó sẽ mới thả. Nước sôi thì mới thả vào à? Xong rồi đến lúc mà xong là đến lúc mình là đun độ tầm hơn 1 tiếng nè. Vâng. À. Bếp củi như này thì đun cắm lợn các bác phải ngồi canh hẳn hơn 1 tiếng đồng hồ. Cho củi vào liên tục thì nó mới chín nhanh được. Cái này tí lên chổi quét đi. Chổi quét nhưng mà nó có đất vào ấy Vâng. nhỉ. Băm ra rơi ra nhà này cô bác này vẫn còn được em xử là rất là tỉ mỉ luôn. Nhặt như kiểu là thóc đang à, gà đang nhặt thóc đấy nhỉ. Thử có biết là gà nhặt thóc chưa? Có đấy. Đấy. Lúc mà mình làm thóc hay là cơm rơi ra ở nhà ấy, ở ngoài ấy, thì gà nó mổ 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 nhặt nhặt ấy. Vâng. Chắc là cái cây rong này không phải là cái cây ngứa đấy cô bác này. Nhà cháu Lực thì có một cái loại cây rong mà cho lợn ăn đấy. Mình cầm vào rất là ngứa. Mình phải lúc mà ngứa thì mình phải lấy tay mình hơ qua lở thì nó mới hết ngứa được.
Bây giờ thả vào được chưa? Chưa. Phải một lúc nữa nhỉ? Ông này đi đâu rồi nhỉ? Bước vào cái cho Lực sẽ ghi hình cái buồng ngủ của em Sử cho các bác anh chị là biết là một chút này. Đấy, như cái màn này thì bây giờ thì các em ấy cũng căng lên cô bác ạ. Hôm nọ thì cho Lực cũng cùng em Sử là làm lại cái phần tre trên này, phần bạt này cho em Sử để em ấy đêm em ấy ngủ không có bị dột vào trong nhà ấy cô bác. Giờ thì phải đợi nước nó sôi nhá. Vâng. Đợi nước nó sôi thì mới thả được cám lợn vào các bác. Kinh nghiệm của Sử nó cám lợn là như vậy. Rồi sau 30 phút đồng hồ thì cái nồi nước mới sôi được các bác. Bây giờ thì Sử là thả cái cám lợn này đi vào vào trong nồi. Xong là đun lên độ tầm hơn 1 tiếng nữa để cho nó nhừ hết rồi thì lợn thì mới ăn được. Nói là nuôi một con lợn như này thì cũng rất là kỳ công các bác. Chứ là không biết là ở dưới xuôi các bác nuôi lợn theo cái phương thức nào. Nhưng mà ở trên lợn bản này thì hoàn toàn là nuôi bằng những cái củ dại này. Xong mà củ những cái củ sắn, củ khoai. Nuôi một con lợn mà lớn lên thì có khi là phải nuôi độ tầm 2 năm, 3 năm thì nó mới lớn cô bác. Thì mới xuất được chuồng được. Nó nuôi rất là lâu cô bác ạ. Hầu như là bà con ở trên vùng cao này không có cho lợn ăn cám mấy cô bác. Bác ạ, rất là ít khi dùng những cái đồ đấy. Do là không có cái chi phí để mà mình mua được những cái thứ đấy để cho lợn ăn cô bác. Làm luôn một mẻ thôi à? Vâng. Làm một lần mình đun thôi à? Qua những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên và có những cái từ mà cháu Lực dùng nó không có chính xác và nó không có được là phù hợp mà được tất cả các bác, các cô chú, các anh chị ở trong kênh và nhắc nhở cháu Lực thì cái điều đấy thì cháu Lực luôn luôn là học hỏi cho cái bản thân của mình nó khác hơn cô bác, chứ không phải là những cái bình luận mà tiêu cực thì cháu Lực nó suy ra một cái gọi là cháu Lực tiêu cực hay là như thế nào đấy thì cháu Lực sẽ không có bao giờ có cái suy nghĩ đấy cả. Mà nói là các bác quý và các bác thương thì các bác mới dạy những cái điều đấy cho cháu Lực. Nhà cháu Lực cũng rất là mong là cháu Lực sẽ nhận được những cái cuộc gọi và những cái tin nhắn riêng của các bác nhắc nhở cho cháu Lực. Nói là những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì như nào các bác đều là biết và nắm rõ được rồi. Tại vì các bác là những người mà đã trải qua rất là nhiều câu chuyện thì các bác luôn luôn là nhận ra được những cái điều nào mà nó đúng và cái điều nào nó sai thì các bác mới nhắc nhở cho cháu Lực được.
Đây là những cái công việc mà hàng ngày là em xử là làm của bác ạ. Một cái cậu bé mà năm nay lên 17 tuổi rồi. Có thể nói là không có phải một cậu bé nữa mà là một bạn nam mà năm nay được 17 tuổi rồi, nhưng mà rất là thiệt thòi của bác ạ. Em đã phải hy sinh cái phần học mạnh lại nhường để cho em Hải là được tiếp tục là trên con đường tới trường, trên con đường mà cắp sách tới trường của bác. Ôi, có vẻ là có to rồi sự, có vẻ nó nhiều quá rồi. Vâng. Nước Thế thì vừa rồi ạ. này là vừa à? Thế hôm nào là mình cũng nấu như này à? Vâng. À, thế này là một tí là mình nấu lên rồi thì nó sẽ là hạ xuống đúng không? Vâng. Lúc mà nó nhừ lên ấy thì nó sẽ ít lại. Ôi giời, lửa thì đang cháy rất là to này. Mà bây giờ thì sẽ đun như này là được. Đun như này là 1 tiếng đồng hồ của bác. 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Không có nắp à sự? Không có nắp à? Cái nồi đấy không có nắp, nắp nồi này. Cái nắp này Có nhưng mà đầy quá. đầy quá không đã. Đây bây giờ này, vừa nấu ở vừa trong ấy nhỉ, không nó tràn đấy. Đây, bây giờ thì xử cho lửa cho củi vào trong, xử ngồi đây một chút nhé. Vâng. Đây, bây giờ thì cháu Lực sẽ là đọc qua cái tiền quỹ làm nhà của các em xem là hiện tại cháu Lực đang cầm là bao nhiêu các bác nhé. Đây thì cháu Lực nhận được thêm khoản nào thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là ghi hình lên và đọc lên cho cô bác là cùng biết nữa. Đây, ở đây thì là danh sách của nhà ba ông cháu này cô bác. Bây giờ thì anh sẽ đọc cái tiền quỹ làm nhà của các em là hiện tại là anh đang cầm là bao thêm là bao nhiêu nữa nhá. Vâng. Đấy, và đến ngày mùng 10 tháng 9, sau ngày mùng 10 tháng 9 thì anh lại nhận thêm là hai ba khoản nữa, nhưng mà hai ba khoản này cũng rất là lớn luôn nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì anh sẽ đọc từ đầu lên nhá. Vâng. Đấy, ngày mùng 7 tháng 7 thì anh có nhận được một cái khoản là của chị Nguyễn Thị Quế, chị ở Thanh Hóa có gửi là 300 ngàn và cho tem là 100 ngàn. Ngày mùng 7 tháng 8 thì có bà Lương Thị Hợi, Đống Đa, Hà Nội có gửi là 400 ngàn. Ngày mùng 10 tháng 7 thì có bác Kim Hoàng ở Mỹ có gửi là 11 triệu 700 là 50 ngàn. Ngày mùng 10 tháng 7 thì có bác giấu tên gửi là 300 ngàn và cho cháu Lực là 100 ngàn. Ngày mùng 11 tháng 7 thì có bà An Phạm ở Mỹ có gửi là 4 triệu 600 ngàn. Ngày 28 tháng 7 thì có cô Lý Thị Nhung có gửi là 500 ngàn. Ngày mùng 10 tháng 8 thì có bà Duyên ở Úc là gửi 1 triệu. Ngày 17 tháng 8 thì có bà Vương Kim Thanh ở Mỹ là gửi 4 triệu 670 nghìn. Ngày 19 tháng 8 có bà Bảy ở Đồng Nai là 500 ngàn. Ngày 23 tháng 8 có cô Xuân Vũ ở Úc là 5 triệu đồng. Tràn này đúng không? Đi đi Vâng. đi 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 xem lại một tí đi. Ôi 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 ôi. Đầy quá rồi cô bác ạ. Đấy, đang đọc dở thì phải ra trong cái nồi cám lợn tiếp. Ngày 23 tháng 8, bà An Phạm ở Mỹ gửi 1 triệu 775 ngàn. Ngày 25 tháng 8, bác Cindy Lê ở Mỹ 10 triệu. Ngày 29 tháng 8, bà Phạm Thị Tuất gửi 1 triệu. Ngày 29 tháng 8, có bác Lê Ri Vũ ở Mỹ 1 triệu 198 nghìn. Ngày 30 tháng 8 có bác Trần Thủy Tiên ở Mỹ 11 triệu 750 ngàn. Ngày 30 tháng 8
có anh Trần Thanh ở Mỹ, 11.750.000. Ngày 30 tháng 8, có bà Dương Mỹ Dung ở Mỹ, 4.700.000. Ngày 30 tháng 8, có cô Minh, 2 triệu đồng. Ngày 3 tháng... Ngày 31 tháng 8, bà Phương Kim Thanh ở Mỹ, 24 triệu đồng. Ngày 22 tháng 9, anh Đông, Hải Dương, 500.000. Ngày 6 tháng 9, có bà An Phạm ở Mỹ là gửi 24 triệu đồng. Ngày 7 tháng 9, có cô giấu tên ở Sơn Tây, Hà Nội là 400.000, cho cháu Lực là 100.000. Ngày 10 tháng 9, có bà Đình Phi Yếu gửi 1.195.000. Ngày 10 tháng 9, có bác Nguyễn Hải ở Mỹ, 2.100.000. Ngày 14, ngày 14 tháng 9, có bà Nguyễn Thị Kim Khanh ở Mỹ gửi 2.408.000. À, ngày 2 tháng 9, có chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông là gửi 20 triệu đồng. Và tổng cái số tiền mà cháu Lực hiện tại đang cầm quỹ làm nhà của ba ông cháu là 146.293.000 cô bác nhá. Còn về cái phần khoản của chị Trần Đỗ Giáng My thì qua cái thước phim này thì cho cháu Lực xin được nói qua một chút cô bác nhá. Ngày 2 tháng 9 thì cháu Lực có nhận được khoản của chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông, thì có gửi cho cháu Lực tổng tất cả là 62.100.000. Và trong đó thì chị cho cháu Lực để hỗ trợ cháu Lực mua một số thiết bị để mà cháu Lực đi làm với cô bác là 30 triệu đồng, và 20 triệu thì cho vào tiền quỹ làm nhà của ba ông cháu, còn 12.100.000 thì chị sẽ cho vào quỹ của cháu Lực để cháu Lực đi thăm những cái hoàn cảnh nào thì cháu Lực sẽ trích ra. Và chị có muốn là cháu Lực đi xuống dưới nhà của ông cụ sáu quân mình ấy cô bác, thì có trích tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là để lo cho ông cụ. Và qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được gửi lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Cảm ơn chị rất là nhiều. Phải nói là chị gửi cho em cái số tiền mà nó rất là lớn đối với em, và hỗ trợ em để mua một số thiết bị để em đi làm với cô bác. Cảm ơn chị rất là nhiều. Không biết diễn tả như thế nào nữa chị ạ. Thế còn tiền quý mà làm nhà của em thì vừa rồi anh bảo thì em đã nắm được chưa? Là 46.293.000 nhá. Đấy, cộng với số tiền của canh Trình thì canh của anh Trình thì em có nắm được không? Không ạ. Canh của anh Trình thì không nắm được à? Đấy, còn canh của anh thì hiện tại là anh đang cầm như thế nhá. Còn hai hôm nay thì trời cũng đang nắng rồi đúng không? Vâng. Đấy, nắng rồi thì một tí nữa anh em mình sẽ đi lên trên để xem là mình để vật liệu ở chỗ nào đấy nhá. Đấy, còn ông thì vừa rồi cũng vừa về các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói với ông một chút là cái số tiền mà cháu Lực hiện tại đang cầm quý làm nhà của ba ông cháu là bao nhiêu nhá. Dè, ngã xin lán tàu nhận đây thêm chỉ khoán thêm cái bóng gửi hoa dân này dè. Đây tổng tất cả lán, cả đây lán đang cắm trên quý ảnh dân. Chuẩn bị hốc hờ dè ta xử ta hai là 146.293.000. Đấy, còn sử thì sẽ nói tiếng Mông cho ông nhá. Còn dê tốt bé khả nông nào đi nọ. Đấy. Có cái chữ số lên dê tốt bé của bà. Chữ số lên dê tốt bé của bà. Thật sự á, lộ án 1, 2, 3 đi điều thuộc sáng dê tốt bé của bà. Đúng chưa ta? Ờ. Vừa rồi thì cháu Lực nói chuyện với ông rằng là ông có biết nghe tiếng đùng về cái khoản này không? Ông bảo biết nghe một chút cô bác. Thì bây giờ cháu Lực sẽ nói bằng tiếng nùng cho ông. Là tự tổng tương lễ là anh đang cầm là bạc ố tỷ tiếp sóc chiều xuống bạc cầu xếp hạt cầu xếp tám thành. Đấy, là còn riêng về khoản là anh cầm, còn khoản lão tức phần là anh cầm ấy, cờ là anh cầm một ngàn rồi. Chi tiết ấy cờ đời là anh một ngàn, nên là chỉ rũ ná thì cầm tầm cầu xếp nghi chiều chơi.
Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói với ông rằng là kênh của cháu Lực thì hiện tại đang cầm như thế này. Còn là kênh bạn Trình thì cụ thể và rõ hơn thì cháu Lực không biết là con số là như thế nào. Thì cháu Lực chỉ nắm bắt được rằng là 92 triệu gì đấy thôi cô bác. Còn nói là trong thời gian qua thì xin cảm ơn tất cả các ông bà, các cô chú, anh chị rất là nhiều đã gửi thêm những cái tấm lòng vàng tới cho ba ông cháu, để cho ba ông cháu thời gian tới thì ba ông cháu sẽ có lên một cái ngôi nhà mà đẹp nhất bản ở trên khu này luôn cô bác. Lùm dè lê làn tân đăng tương pân làn kêu gọi đại viên ấy, đại chiên là lại viên ấy, dè cảm thấy tân đơ mừng mừng à, gọi là lùm vô tư hát cẳng là nó. Đấy, ông thì bảo là vui đến nỗi mà không biết là nói thêm cái gì nữa cô bác. Cái số tiền này thì mày nói là một cái số tiền mà rất là lớn đối với ba ông cháu, không có dám mơ ước đến cái khoản như này luôn cô bác. Hay còn hôm nay thì cháu Lực cũng đã nói thêm về là cái phần của quỹ làm nhà của ba ông cháu hiện tại là cháu Lực sẽ cầm là bao nhiêu nữa cô bác nhá. Về cái khoản này thì cháu Lực sẽ không có sau lên trên màn hình nữa, cháu Lực chỉ là nói qua thôi. Đến lúc mà lúc nào mà cháu Lực hoàn thiện rồi thì cháu Lực sẽ công khai là chi vào những cái mua đồ, mua đạc, mua những cái gì đấy cô bác nhé. Đấy còn bây giờ thì hai anh em mình lên trên để xem mình để vật liệu vào đâu nhé. Vâng. Ông thì đang ở nhà là nấu cám lợn một chút cô bác. Còn là bây giờ thì cháu Lực với lại em Sử sẽ lên trên và nói qua để mình nên để vật liệu là ở đâu. Cháu Lực sẽ ghi hình lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm rõ là cháu Lực để vật liệu ở chỗ nào nữa cô bác nhá. Đấy, chỗ này thì cũng bị giò nước ra anh nhờ. Vâng. Ấy Sử thì có thấy là cái chỗ gần nhà, cái vệ sinh của nhà anh ấy nước ra bị dò ra như nhà em không? Có ạ. Nhà anh thì chắc là sau này thời gian nữa thì anh cũng sẽ làm cái rãnh mà nó ở xung quanh nhà để cho nước nó không có chảy được vào. Có vẻ là đến chiều tối là có một tí gió rồi nhờ. Vâng. Cái gió của mùa thu ấy cô bác ạ. Mấy hôm nay nhà chú để xe ở ở đâu? Để trên nhà bên kia ạ. Trên nhà bên kia à? Vâng. Chú có nói gì không? Không ạ. Hãy ở phần bên này thì vừa nãy ông tự lên đây đào nhờ? Vâng. Cháu Lực bảo là để ngày mai rồi thì lên đào bác, nhưng mà ông để ở nhà rất là chăm chỉ là tự lên đây và đào xuống luôn. Thì còn là cái đất này thì sẽ không có đổ vào ở dưới kia nữa, là mình sẽ đổ vào ở phần hiên hiên này này. Thế còn là bây giờ ra phía bên kia này anh bảo này. Như cái vật liệu mà cát sỏi thì có khi là mình sẽ phải để đây rồi sửa. Đấy, để đây xong nhưng mà mình phải đào một tí nữa. Mình phải đào cho nó phẳng phẳng một tí, em hiểu không? Rồi thì mình mới để được. Chứ bây giờ nó dốc như này thì mình để không có được đâu. Đấy còn như xi măng thì không biết là nhà chú bên kia là mình đi để nhờ thì có được không? Thì cái khoản này thì lúc nào mà lấy xi lên thì anh sẽ lên nói chuyện với chú để xem là mình có để nhờ được không? Hay không đi xi thì mình vẫn để đây cũng được này, nó không có vấn đề gì cả. Mình mua rồi mình vận chuyển được vào đây rồi thì mình sẽ lấy bạt về là mình làm cái lán rồi thì mình để xi rồi đấy. Còn sau này rồi thợ vào rồi thì thợ là chắc là sẽ làm một cái lán ở đây này. Còn phần cái khoản thợ này thì
mình giúp được người ta làm lán thì mình giúp nhá. Cái phần này thì người ta sẽ tự làm. Ôi Hải đi học về rồi à? Đi học đón theo mày luôn à? Đi học đón theo mày luôn à? Ôi, một cái cậu bé mà xách theo trên mình một cái ba lô. Không biết là ba lô đấy tầm bao nhiêu cân. Ôi, anh chào Hải nhá. Hôm nay đi đi học vừa rồi thì đi nhờ ai lên không? Không rồi, ba lô thì giờ tầm là 2 cân này, đều lên trên vai. Đây bây giờ thì đi về nhà nhá, đi về nhà để thay áo xong là tắm rửa sớm sớm một chút nhá. Đấy, đêm thì nó lạnh hơn đấy. Đấy còn cháu Lực cũng đã nói qua với em Sử rồi. Bây giờ thì cháu Lực sẽ tiếp tục là cùng em Sử là bạn thêm mình cần nên để chỗ nào nữa. Còn chắc chắn là mình sẽ để vật liệu ở đây là nhiều rồi. Còn đến lúc mà vật liệu là mình không lấy để được vào đây đâu ấy. Nhá. Vật liệu là mấy nữa là thợ người ta là đào móng lên rồi. Xong là không có làm được nữa đâu. Đấy. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.